Xin chào các anh chị, hôm nay em sẽ ra một cái sản phẩm rất rẻ cho các anh chị luôn. Giá là 380 triệu, có sổ hồng riêng từng căn. Nhà cách chợ Bình Chánh khoảng 2,5 km trên quốc lộ 1A các anh chị nha. Các anh chị đi qua chợ Bình Chánh chạy thẳng xuống quốc lộ 1A khoảng 2,5 cây là tới căn nhà này. Căn nhà của chúng ta có diện tích đầy đủ là 5m, dài 6m các anh chị nha. Một trệt một lửng, đầy đủ các thiết bị trong nhà luôn. Căn nhà của chúng ta đường này thì xe ba gác đi vào các anh chị nhé. Và đây là căn nhà mà dự án bên em đã ấp ủ từ rất lâu cho những anh chị có thu nhập vừa phải. Giá đầy đủ là 380 triệu, các anh chị đã vô ở được căn nhà này rồi. Và bên em không hỗ trợ trả góp các anh chị nhé. Trả một lần 380 triệu là mình sở hữu luôn cái căn nhà này. Và sở hữu lâu dài luôn các anh chị nhé. Có sổ hồng riêng từng căn cho các anh chị. Đồng hồ điện nước riêng luôn các anh chị nha, mỗi nhà một đồng hồ điện nước riêng. Đây là mặt ngoài của căn nhà. Căn nhà của chúng ta được xây dựng một cách kiên cố chắc chắn các anh chị nha, đầy đủ các thiết bị điện nước, nhà vệ sinh. Nhà của chúng ta gồm một trệt một lửng các anh chị. Căn nhà này có thể thích hợp cho những anh chị muốn ra riêng và có số tiền nho nhỏ. Đồng thời những anh chị muốn mua để cho thuê cũng rất tốt các anh chị, đảm bảo cho thuê được luôn. Cái này rất gần khu công nghiệp cũng như là các nhà máy xí nghiệp, cách chợ Bình Chánh chỉ 2,5 km mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng vô khám phá cái căn nhà này các anh chị nha. Như các anh chị có thể thấy, chúng ta có cái bếp và có tủ trên tủ dưới rất đầy đủ. Ở trên chúng ta có một cái gác lửng giúp cho chúng ta có thể nghỉ ngơi trên đó, đồng thời chúng ta có thể làm phòng ngủ các chị nha. Có sẵn cửa sổ rất thông thoáng. Chúng ta gồm một nhà vệ sinh ở bên dưới. Căn nhà này nhỏ thôi các anh chị, giá chỉ có 380 triệu và bên em đã rất chắc chiu để tính ra giá xây dựng cũng như giá đất cho các anh chị. Nếu các anh chị mà tự mua thì căn nhà này tự xây dựng, tự mua đất thì có thể lên tới 500 triệu rồi các anh chị. Nhưng bên em đã rất chắc chiu cho các anh chị, giá chỉ là 380 triệu và có một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh chúng con ta có thể ở và sinh hoạt được. Căn nhà này dành cho những anh chị có thu nhập thấp các chị nha. Nếu mà mình có nhiều tiền hơn, mình sẽ mua được căn nhà lớn hơn. Tuy nhiên nếu các anh chị chưa có điều kiện thì chúng ta có thể sở hữu căn nhà này với giá là 380 triệu các anh chị. Nhà tuy là 380 triệu nhưng chúng ta có đầy đủ các thiết bị vệ sinh, bếp, rồi tủ bếp từ trên, tủ bếp dưới, có phòng ngủ ở bên trên là một cái lửng các chị nha. Đây căn nhà rất là thông thoáng các chị nha, cửa ra vào cũng rất là chắc chắn, có cửa sổ vân vân. Điện chúng ta làm đèn led các chị nha, đèn led hết. Và đây là nhà vệ sinh của căn nhà này. Ở căn nhà của chúng ta chỉ có một nhà vệ sinh thôi các chị nha, nhà nhỏ mà chỉ có 380 triệu. Thì nếu các anh chị có nhiều tiền hơn, các anh chị có lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà các anh chị có ít tiền thì chúng ta có thể sở hữu căn nhà này. Chúng ta cũng có chỗ để sẵn máy giặt, có ống chờ cho chúng ta có thể lắp máy giặt vô. Đây là nhà bếp, có tủ trên và tủ dưới, có một cái cửa sổ rất là thông thoáng khi chúng ta nấu ăn các chị. Ở căn nhà của chúng ta cũng có phòng khách luôn các chị nha. Nếu các anh chị chưa có điều kiện thì hãy sở hữu căn nhà này. Đồng thời những anh chị mà muốn mua nhà cho thuê thì bên em sẽ bán nguyên một dãy nhà luôn cho các anh chị luôn, tiện kinh doanh nhà trọ các chị nha. Đảm bảo cho thuê được luôn. Giá cho thuê căn nhà này khoảng từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu đồng các chị nha. Rất gần khu công nghiệp, rất gần nhà máy xí nghiệp, có thể nói là đi bộ cũng tới. Và căn nhà của chúng ta thuộc hẻm quốc lộ 1A các chị nha, cách chợ Bình Chánh khoảng 2,5 cây thôi. Đây là trên lửng của chúng ta, lửng căn nhà chúng ta nhìn xuống các chị nha. Căn nhà này bên em trực tiếp xây dựng và bên em bán đợt 1 đã hết luôn 6 căn. Bây giờ bên em đang xây dựng thêm 24 căn các chị nha. Các anh chị đang xem cái căn nhà này là căn nhà mẫu và bên em đang xây dựng thêm 24 căn giống như vậy luôn.
Đây là cái lửng các anh chị có thể làm phòng ngủ các chị nha. Vẫn có một cái cửa sổ để chúng ta có thể thông thoáng không khí. Rất tuyệt vời, căn nhà giá đầy đủ luôn, 380 triệu các anh chị. Nếu các anh chị muốn sở hữu căn nhà này chỉ cần 380 triệu và rất tiện lợi, gần chợ các anh chị, gần trường học luôn, có một trường mầm non kế bên căn nhà luôn. Rất tiện lợi cho những anh chị làm công nhân có thể gửi con và đi làm gần nhà. Dân cư xung quanh rất là đông đúc các anh chị nha. Và chúng ta kết thúc review cái căn nhà mẫu tại đây. Và bây giờ em sẽ chiếu cho các anh chị xem khu vực xung quanh. Đây là quốc lộ 1A, chúng ta đi thẳng từ chợ Bình Chánh xuống. Thì đây là cái đường đi vô nhà của chúng ta này. Đó, rất nhiều nhà máy xí nghiệp. Đó, đây có nhà máy này, rất tuyệt vời. Các anh chị có thể tìm kiếm công việc làm cũng rất dễ dàng, và đồng thời nếu mua cho thuê thì cũng thuê cho thuê rất là dễ dàng các chị nha. Rất cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2,5 cây là tới rồi, bên tay phải luôn, quốc lộ 1A. Và đây là quá trình bên em đang thi công căn nhà này, ngày hôm nay em mới cập nhật luôn. Căn nhà này cũng đã gần xong rồi các chị nha. Xây dựng rất chắc chắn, các anh chị có thể đặt chỗ ngay từ bây giờ mình muốn sở hữu cái căn nhà phía ngoài này, hoặc là các anh chị muốn hướng đông, hướng tây thì chúng ta có thể đặt chỗ ngay từ bây giờ. Đó, căn nhà này đồng thời chúng ta có thể mua hai căn một lúc và thông nhau luôn. Đó, nếu các anh chị mua căn ở ngoài này thì hãy đặt chỗ sớm, liên hệ với số điện thoại trên màn hình nhé các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.